Mr. Định xin kính chào quý khán thính giả. Học từ vựng tiếng Anh mà hay bị nản, hay bị thất bại do tuổi tác đã cao, do không có thời gian hay do tính lười biếng của mình đã lâu không sửa được thì quý khán thính giả phải tham khảo cách học dễ dàng sau đây, đó là trong tiếng Anh có những cặp từ có vần giống hệt nhau mà chỉ khác mỗi chữ cái đầu tiên thôi. Quan trọng là tìm những cặp từ này ở đâu? mà tìm được thì cần phải có kinh nghiệm và cần phải có thời gian học lâu rồi, chắt bóp lại chúng ta mới có được những bảng tổng hợp về những cặp từ này. Nhưng hiện tại quý khán thính giả có thể tìm và đón đọc những cặp từ như thế này ở unit 86 sách 3000 từ tiếng Anh tập 1. Quý khán thính giả có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Đây chính là những cặp từ chỉ khác nhau chữ cái đầu tiên và cách đọc vần thì giống hệt nhau. Sau khi học xong thì chúng ta cùng làm bài tập bổ trợ Mr. Định xin mời quý khán thính giả cùng làm bài tập số 1 trong video hôm nay, đó là viết các chữ cái đầu tiên vào những cặp từ cho sẵn. Chúng ta chỉ viết một chữ cái thôi. Ví dụ từ số 1 và từ số 2. Chúng ta có vần ous. Chúng ta điền hoa hồng, rose, cái mũi, nose. Tương tự ô tô car, xa tính từ far. Tư duy danh từ mind tìm thấy là động từ find. Nghe thấy, hear, nỗi sợ hãi, fear. Lưng, back, đóng gói động từ pack. Con khỉ, monkey, con lừa, donkey. Cái ly, glass, lớp học, class. Sit là động từ ngồi và tính từ khỏe là fit. House là ngôi nhà và mouse là con chuột. Big tính từ to lớn Pick là con lợn. Cold, lạnh. Và gold là vàng. Goat, con dê. Boat là chiếc thuyền. Động từ gọi call. Tính từ cao, tall. Danh từ sức nóng, heat. Chỗ ngồi, seat. Cậu bé, boy. Đồ chơi, toy. Động từ đưa cho, give. Động từ sống, live. Feel, ít tính từ mới new động từ biết know danh từ tuyết snow fine động từ phạt và số 9 nine mặt trời sun niềm vui fun bài hát song tính từ dài long có lẽ might ban đêm night con bê, cough một nửa half cánh cổng gate người bạn mate động từ cảm thấy feel danh từ gót chân heel